Những điều thú vị chắc chắn bạn nên biết về vùng Burgundy. Phần 1. Nhắc tới vùng Burgundy hẳn chúng ta sẽ thường nghĩ đến loại rượu vang cực kỳ chất lượng nhưng với một mức giá đúng chất quý tộc Pháp. Đôi lúc điều này sẽ khiến chúng ta khó tiếp cận để thưởng thức cũng như có cho mình những hiểu biết về rượu vang từ Burgundy. Đừng lo, đã có Daily Wine ở đây rồi. Hãy cùng theo dõi series này để có cho mình những điều thú vị về rượu vang tại vùng đất này nhé. 1. Chardonnay không phải là giống nho trắng duy nhất ở Burgundy. Chardonnay có thể là giống nho nổi tiếng nhất tại đây, nhưng ít ai biết rằng nhiều vườn nho tại Burgundy cũng có thể trồng một giống nho khác tên là Aligot. Nó được đánh giá là làm ra những chai vang trắng ngon nhất thuộc tiểu vùng Côte Chalonnais của Burgundy. 2. Cũng tương tự với Pinot Noir, đây không phải là giống nho đỏ duy nhất tại Burgundy. Khi nói về cụm từ Red Burgundy chắc hẳn đó là chỉ về Pinot Noir, nhưng thật bất ngờ khi còn có giống nho đỏ Gamay được trồng tại đây nữa. Và thậm chí một loại rượu có tên Bourgogne Pastoured Grains có thể có Pinot Noir, Gamay, Pinot Blanc, Pinot Gris và Chardonnay trong hỗn hợp. Follow và thả tim cho Daily Wine Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé!